Nhằm kịp thời động viên các gia đình sớm ổn định cuộc sống, sáng ngày 7 tháng 6, Hội Bồ Đề Đạo Tràng thành phố Châu Đốc đã trao hỗ trợ 40 triệu đồng cho các hộ gia đình bị hỏa hoạn tại tổ 1 hẻm 259, khóm Châu Long 5, phường Châu Phú B để giúp các gia đình bước đầu khắc phục khó khăn. Qua đó, thể hiện tinh thần đoàn kết tương thân tương ái, chung tay giúp đỡ, sẵn sàng chia sẻ với người dân gặp khó khăn, không may bị hỏa hoạn. Trước sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền địa phương, cùng sự hỗ trợ của các cấp các ngành, sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm và cộng đồng đã giúp các gia đình từng bước vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.